Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm trước mình đã có một video chia sẻ đến các bạn về Google Assistant hỗ trợ tiếng Việt beta tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay Google đã chính thức hỗ trợ tiếng Việt phiên bản chính thức tại thị trường Việt Nam và cũng đã có họp báo. Nhưng video này thì mình sẽ không hướng dẫn cũng như là không trải nghiệm Google Assistant, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cho chúng ta mang cái Google Assistant này lên những phiên bản iOS và có hỗ trợ tiếng Việt. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện tại nếu như các bạn để ở store thông thường như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào mà tìm được Google Assistant như đây. Mình sẽ gõ thử nhé. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ không thể nào mà tìm được Google Assistant ở trên đây, mà các bạn sẽ phải dùng một số thủ thuật thì mới có thể dùng được. Vậy thì nếu như Google Assistant mà cài lên những chiếc máy iPhone như thế này thì nó sẽ làm được những gì? Đầu tiên thì mình sẽ thử một chút để xem rằng là nó có giống như là khi chúng ta cài lên máy Android không. Ok Google, bạn có thể làm được gì? Sau đây là một vài gợi ý. Ok Google, thời tiết hôm nay thế nào? Dự báo thời tiết tại Nghĩa Đô hôm nay 86 độ và có mây. Đây là độ F nha các bạn. Ok Google, thời tiết Hà Nội tính theo độ C. Nhiệt độ là 29 độ C và có nhiều mây tại Hà Nội. Rất là thông minh. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể cài được cái Google Assistant này lên cái chiếc máy iPhone của chúng ta? Thì đầu tiên các bạn sẽ đi vào bên trong phần cài đặt, các bạn sẽ kéo đến cái phần Apple ID cho mình. Các bạn sẽ đi vào trong phần iTunes and App Store và các bạn sẽ bấm vào phần ID Apple, xem ID Apple. Tiếp theo thì các bạn sẽ đi vào phần quốc gia và khu vực cho mình này. Các bạn sẽ kéo xuống ở đây, thay đổi cái Store của chúng ta sang khu vực đó là Mỹ. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ chọn ở Hoa Kỳ này, các bạn cũng sẽ chọn Hoa Kỳ cho nó dễ dàng nhé. Bởi vì cứ làm theo mình đi, tiếp tục đồng ý. Chúng ta sẽ chờ đợi một chút. Ở phần này thì các bạn sẽ chọn phần đầu là non cho mình, bởi vì chúng ta sẽ không thêm bất kỳ một cái thẻ nào, thẻ thanh toán nào cả. Bên dưới first name và last name thì các bạn sẽ chú ý để tiếng Việt không dấu cho mình. Ví dụ đây Ngọc Trang, ví dụ Ngọc Trần thì mình phải sửa lại. Ở phần street này và một số cái bên dưới thì các bạn cứ gõ bừa cho mình đi. Ví dụ như ở đây mình HCM Hồ Chí Minh này, HCM và cuối cùng HCM. Ở phần này thì các bạn sẽ chọn luôn cái ở mục đầu tiên cho mình. Đây là tỉnh thứ 3 hay sao ấy, mình không rõ lắm. Và mã zip thì các bạn sẽ gõ cho mình 04002. Và tiếp theo số điện thoại thì các bạn sẽ cứ gõ số điện thoại các bạn bình thường vào, không sao hết. Cuối cùng thì các bạn sẽ bấm cho mình vào đăng. Như vậy là chúng ta đã chuyển được cái store sang cái khu vực Mỹ. Và tiếp theo thì các bạn sẽ đi vào cái app store cho mình. Tất nhiên các bạn sẽ phải reset nó lại. Thì bây giờ các bạn sẽ tìm kiếm cho mình đó là Google Assistant. Đó, như vậy là các bạn đã thấy ở đây, chúng ta đã tìm ra được Google Assistant và các bạn sẽ cài đặt và cũng như là sử dụng nó hoàn toàn bình thường. Sau khi mà các bạn đã bấm cài đặt rồi thì tất nhiên các bạn có thể mở nó lên và các bạn sẽ gọi Google ra. Ok Google, chỉ đường cho tôi tới Landmark 81. Vâng, đến The Landmark 81. Ok Google, đếm ngược 60 giây. Được rồi, 1 phút, hiện đã bắt đầu. Ok Google, hẹn giờ cho tôi 30 phút nữa. Xong, chuông báo của bạn đã được đặt vào lúc 15:14. Ok Google, YouTube tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam đang mở YouTube. Và như vậy các bạn có thể thấy rằng là với Google Assistant, khi mà chúng ta cài đặt lên những chiếc Apple iPhone thì tính năng của nó không hề thay đổi so với những chiếc máy Android. Và như vậy chúng ta đã có thêm một cô trợ lý ảo ngoài Siri và có thể sử dụng tiếng Việt hoàn toàn bình thường. Các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.